Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi người: "Thưa ngài, những người được cứu thoát thì ít có phải không?" Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người tìm cách vào mà không được." Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào." Thì ông ta sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến. Bây giờ anh em mới nói chúng tôi đã từng được ăn được uống trước mặt ngài và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi." Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính." Bây giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ Đông Tây Nam Bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Anh chị em thân mến, bài tin mừng theo Thánh Luca ngày hôm nay khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy, có kẻ hỏi người: "Thưa ngài, những người được cứu thoát thì ít có phải không?" Cái điều mà người này quan tâm là gì? Thưa là số lượng người được cứu, chỉ quan tâm đến số lượng bao nhiêu người được cứu được ít hay được nhiều. Trong khi Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng: "Hãy đi con đường hẹp." Hãy đi con đường hẹp vì con đường này dẫn tới ơn cứu độ. Hai mối quan tâm khác nhau. Những con người thì quan tâm đến số lượng ít hay nhiều Còn Chúa Giêsu quan tâm đến con đường hẹp Con đường dẫn tới ơn cứu độ Trong bài đọc 1 thương bạn chị em Thánh Phô Lô chỉ cho chúng ta cách đi con đường hẹp Thánh Phô chỉ như thế này Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ Theo tinh thần của Chúa Vì đó là điều phải đạo Bậc làm cha mẹ Đừng làm cho con cái tức giận nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa Bằng cách khuyên răng và sửa dạy Còn kẻ làm nô lệ Hãy vâng lời những người chủ ở đời này Với thái độ run rẩy và sợ sệt Với lòng đơn sơ Như vâng lời Đức Kitô. Đừng chỉ vâng lời trước mặt Như muốn làm đẹp lòng người ta Nhưng như nô lệ của Đức Kitô Đem cả tâm hồn thi hành thánh ý Chúa nhiều người cho rằng sống như Thánh Phô Lô dạy là sống yếu thế Vâng lời cha mẹ à, xưa rồi Cha mẹ giáo dục con cái à, xưa rồi Và nhất là tôi tớ phải vâng lời chủ thì càng xưa hơn Nhưng thương bạn chị em, đọc kỹ bản văn Chúng ta sẽ thấy vâng lời cha mẹ Mà Thánh Phô Lô nói tới là thế nào Vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa Còn cha mẹ thay mặt Chúa thay mặt Chúa nhân bạn cho em giáo dục con cái bằng cách khuyên răng và sửa dạy. Còn những người uh, tôi tớ thì vâng lời chủ như vâng lời Đức Kitô. Cho nên con đường hẹp mà Thánh Phaolô chỉ là con đường quy Kitô, bước theo Chúa Kitô và hướng về Chúa Kitô trong mọi sự. Bước theo Chúa Kitô và hướng về Chúa Kitô trong mọi sự chứ không phải một lối sống yếu thế. Thương bạn chị em, vậy với sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta suy gẫm và sống như thế nào? Tôi thường chọn con đường đẹp, đầy tiện nghi, đầy thoải mái, nhưng Chúa mời gọi tôi hãy chọn con đường hẹp, nhiều từ bỏ và lắm hy sinh. Thánh Teresa hài đồng Giêsu đã chọn con đường hẹp của sự từ bỏ và hy sinh. Chính con đường đó đã dẫn thánh nữ về tới quê thật ở trên trời. Còn mỗi người chúng ta còn tôi đây, tôi chọn con đường nào? Chọn con đường đẹp hay con đường hẹp? Hôm nay là ngày 30 tháng 10, ngày mai là ngày 31 tháng 10 thưa ông bạn xem. Chắc nếu nhiều ông bạn xem em để ý thì chúng ta thấy ở ngoài đời họ đang chuẩn bị cho một cái lễ hội gọi là lễ hội Halloween, hóa trang thành ma quỷ. Và như thế, nếu chúng ta chọn cái cách hóa trang thành ma quỷ là như thế chúng ta chọn con đường xấu, con đường hướng về ma quỷ chứ không phải con đường hướng về Chúa Kitô. Cho nên nhân hôm nay là 30 tháng 10, ngày mai 31 đó, con muốn nhắc ông bạn xem em để chúng ta về nhắc con nhắc cháu chúng ta đừng tham gia lễ hội Halloween này. Gần đây một số giáo sứ con thấy trong ngày lễ Halloween 31 tháng 10 trước lễ các thánh thì có tổ chức những cái lễ hội hóa trang thành các thánh rồi đóng kịch, rồi diễn nguyện, rồi kể chuyện về các thánh. Là những các thánh chúng ta biết đó là những con người đã chọn con đường hẹp để bước theo Chúa Kitô. Con thấy những cái hoạt động rất là hay, rất ý nghĩa Tất nhiên những hoạt động này được tổ chức bên ngoài phục vụ chứ phải bên trong thánh lễ. Nhưng mà ý là mỗi người chúng ta phải có một cách nào đó để nhắc nhở con em của mình về đức tin, nhắc chúng nó khát khao làm thánh, khát khao được trở nên những vị thánh, khát khao trở nên những con người bước theo Chúa Kitô chứ không phải ham thích hóa trang thành quỷ thành ma để đi đi dọa nạt con người. Cho nên Nhân dịp hôm nay con nhắc trước để ngày mai chúng ta có một cái sự một cái tâm thế chuẩn bị uh, sống thế nào trong ngày mai với cái lễ hội ồn ào náo nhiệt ở ngoài thì chúng ta những người có đức tin chúng ta sẽ sống như thế nào chúng ta suy nghĩ thế nào chúng ta cầu nguyện thế nào và chúng ta hướng dẫn cho con em chúng ta như thế nào